Những lao động nhập cư trái phép, những xưởng may đen. Trong những năm qua, có một mảng tối của cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã làm méo mó phần nào hình ảnh của những người làm ăn chân chính. Thực tế vẫn có nhiều xưởng may trắng, các công ty hợp pháp đang phát triển và tạo công ăn việc làm ổn định cho một bộ phận lao động từ trong nước cũng như đóng góp cho nền kinh tế của địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ tỉnh Kursk, miền trung nước Nga. Tháng 9 năm 2016, cơ sở thứ hai của công ty may mặc mang tên Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động tại tỉnh Kursk dưới sự chứng kiến của chính quyền và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Dự án này là thành quả từ những cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo địa phương với các doanh nghiệp Việt Nam tại Moscow vào năm 2013. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp và thực tế là dự án đã đi vào hoạt động hiệu quả. Công ty Hà Nội là minh chứng cho sự hợp tác của chúng tôi với các doanh nghiệp Việt Nam. Cơ sở 1, tòa nhà chính của công ty may được xây sửa lại trên cơ sở một khu trường học cũ và đã đi vào sản xuất hơn một năm nay, với hai phân xưởng đã được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị may mặc. Hiện công ty có gần 190 nhân viên, trong đó có khoảng 100 công nhân, chủ yếu là người Việt Nam. Trung bình mỗi ngày có đến 700 sản phẩm được làm ra từ đây theo dây chuyền. Hiện chúng tôi đã lắp đặt khoảng hơn 100 trang thiết bị máy móc phục vụ may mặc với các mặt hàng đa dạng đã cung cấp ra thị trường. Ban lãnh đạo chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới có thể tăng số lượng công nhân lên đến khoảng 400-500 người. Chính quyền địa phương tạo điều kiện rất thuận lợi cho các nhà đầu tư tại tỉnh Kursk. Điều kiện về mặt bằng, điều kiện về cơ sở hạ tầng cũng như là điều kiện về pháp lý và những suất cơ vốt để hợp pháp thức hóa giấy tờ cho công nhân hoàn toàn hợp pháp. Khó khăn của các doanh nghiệp ở bên Nga là những cái xưởng hợp pháp, những cái xưởng mà bảo đảm mức lương công nhân là chưa tìm được đến cái nguồn lao động từ Việt Nam sang. Phần lớn nhân lực hiện có của công ty đến từ các xưởng dệt may ở khu vực Moscow hoặc từ Việt Nam sang qua kênh thông tin gia đình và bạn bè. Khi chưa có tay nghề, họ mất khoảng 2 tháng đào tạo trước khi bắt đầu công việc mới. Thu nhập thì anh em ở đây thì một tháng thì 15 đến 20 triệu chị ạ. Trừ ăn ở hết rồi. Thì cứ 3 tháng thì doanh nghiệp sẽ chuyển tiền về Việt Nam cho tất cả anh chị em. Chúng em sang đây là ký hợp đồng 3 năm. Nhưng mà nếu như mà làm ăn như thế này thì chúng em sẽ ở lại hoặc chúng em sẽ sang lại. Không chỉ lên kế hoạch tăng số lượng công nhân, đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực hợp tác với các nhà thiết kế địa phương để phát triển các mẫu mã quần áo mới cho việc sản xuất công nghiệp. Những sản phẩm may mặc của các công nhân Việt Nam cũng đã bắt đầu xuất hiện tại các hội chợ truyền thống trong vùng. Việc tiếp tục mở rộng các phân xưởng tại công ty may này sẽ góp phần tạo nên nhiều chỗ làm mới, không chỉ cho công dân Việt Nam mà cho cả cư dân địa phương. Hướng đi này của các doanh nghiệp Việt Nam đang góp phần cải thiện hình ảnh về lĩnh vực dệt may vốn đầy tiềm năng ở nước Nga. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Liên bang Nga.